Tôi là Nguyễn Duy Sông, giám đốc điều hành dự án của tập đoàn đèo cả tại đại diện cho tập đoàn đèo cả tại dự án hầm Bao Biển. Tôi đang triển khai thi công hai mũi hầm cả đồng thời hai mũi hầm. Còn về phía Hạ Long thì chúng tôi đang hiện tại đang triển khai đào mái cơ và khối lượng đào mái cơ thì hiện tại đã đạt được 90%. Dự kiến trong 20 tháng 4 này chúng tôi bắt đầu tiến vào hầm. Còn về phía Cẩm Phả này thì hiện tại phía bên phải, nhánh phải thì chúng tôi đã tiến được vào hầm được đến 10 chu kỳ vì rồi. Còn bên nhánh trái của Cẩm Phả thì hiện tại chúng tôi đã gia cố xong hầm tạm và bắt đầu tiến vào gương. Thì hiện tại là tuyến này là dự án này là kết nối giữa thành phố Cẩm Phả và Hạ Long. Thì khi đào xong thì là cái vấn đề mà giao thông đi lại thì của hai thành phố nó rất thuận tiện. Bên chúng tôi đang triển khai 4 mũi thi công 3K liên tục 24/24. Nếu mọi điều kiện địa chất hiện tại mà thuận lợi thì dự kiến là đến cuối tháng 6 này thông hầm. Còn cuối năm sẽ xong kết thúc dự án. Tổng thể công nhân triển khai 4 mũi này hiện tại đang công nhân đang tầm trên 120 người trong 3K liên tục. Thời tiết hiện tại thì cũng gọi là đang ủng hộ nhà thầu thi công. Còn đối với cái dự án này thì là có một cái khó khăn nhất là đi trong cái tuyến địa chất nó rất phức tạp, đá vôi rất phức tạp. Mà hầm đi theo hai cái thườn núi nên từng phủ nó rất mỏng. Nên là mọi cái như nhà thầu vừa thi công vừa đánh giá lại địa chất để đưa ra cái kết cấu đảm bảo đúng với những địa chất thực tế. Nếu điều kiện địa chất mà đúng như thiết kế đã đưa ra thì chúng tôi sẽ đảm bảo tiến độ. Nhưng mà hiện tại cái hầm này đang trong gọi là đi trên một cái đới sườn tích, một thung lũng nên cái tầng phủ rất mỏng nên vấn đề địa chất cũng là một vấn đề khó khăn của dự án này. Thì các anh cũng nhìn cũng biết đấy, ngay cửa hầm điều kiện địa chất đã sai khác với thiết kế, nhà thầu đã phải đưa ra nhiều giải pháp gia cố mái cơ rồi mới tiến hầm. Và ngay một bên giữa hai hầm là đá nó nứt nẻ rất nhiều, đá chồng chéo lên nhau rời rạc, nên đây là cái khó khăn của nhà thầu mà triển khai dự án này. Oh, 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 oh